Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác, các quý khách yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc thân yêu. Hôm nay là ngày mùng 1 theo lịch âm lịch ấy, thì là ngày mùng 1 đầu tháng. Tiến Audio Hải Dương đặc biệt xin kính chúc các bác, các quý khách yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc thân yêu có một tháng thật an lành, mạnh khỏe và làm ăn gặt hái nhiều thành công. Em nói nhiều không phải nói lắm mà nói rất nhiều thành công các bác nhá. Thì là mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng. Em sáng ngủ dậy thì có rất nhiều bác khách đã gọi điện cho em và chốt rất nhiều hàng. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Và hôm nay, ngày đầu tháng, đặc biệt em tri ân khách hàng của em. Một đôi loa. Tức là đây là một đôi loa nó ở trong cửa hàng của nhà em cũng đến gần một tháng nay rồi. Đó, và hôm nay em đặc biệt tri ân cho các bác giảm giá sâu luôn các bác nhé, giảm giá sâu luôn. Thì là đôi loa này là đôi loa JBL, model của nó là 4311 côn trơn monitor các bác nhé. Nó sử dụng một bát 30 mang giấy, gân của nó là gân xếp vải tẩm dầu và một loa chung giấy, một loa chép giấy, có một lỗ thông hơi và cộng thêm hai vi tinh chỉnh. Dòng loa này được nhà sản xuất đưa ra nó hơi lạ và kỳ dị so với những đôi loa khác, đó là cái bát của nó được nằm ở trên các bác nhé, được nằm ở trên và hạ cái giải cao của nó thì được nằm ở dưới và lỗ thông hơi của nó được nằm ở dưới. Nhà thiết kế đã đưa ra cấu hình này chắc nó sẽ có một đặc điểm gì đó. Nhưng khi nghe đôi loa này các bác khỏi phải nói, nó hay hơn 4312 các bác nha, nó sẽ hay hơn 4312. Đấy là kinh nghiệm của em nghe nhạc. Rồi, và về cấu trúc của đôi loa này thì các bác nhìn thùng của nó, thùng gỗ lạ màu vàng rất đẹp, màu vàng cánh gián luôn, rất đẹp nha các bác nha. Nè, vuông hòm sát cạnh luôn, em không cần phải quay ra phía sau nữa các bác nha, quá đẹp rồi, không phải quay ra phía sau nữa. Và đây là e căng của nó. Và em báo giá cho các bác giảm giá đôi loa này còn 17 triệu đồng các bác nhé. 17 triệu đồng tri ân cho khách hàng yêu quý kênh của Tiến Audio Hải Dương. Đôi loa JBL model 4311 côn trơn monitor. Các bác có nhu cầu hãy gọi điện trực tiếp cho em vào số máy 0966 603 183. Nhanh tay sở hữu đôi loa này các bác nhé. 17 triệu đồng. Và em đang ghép nó với một chiếc âm ni dòng chữ ký Marzahn GEZ, đây là chữ GZ 3100. Đây là chiếc âm ni suất âm tụ. Suất âm tụ các bác nhé. Nó chạy 4 con sò TK, 4 con sò SDK. Dòng âm ni trang bị sò STK các bác hẳn cũng đã biết. Nó vô cùng ngọt ngào, tiếng của nó rất sắc nét và hay. Dòng STK, tiếng của nó thiên về sự ngọt ngào và sâu lắng, trong trẻo. Chiếc âm ni này có giá 9 triệu đồng các bác nhé, dòng G-Cyber. Nó rất là đẹp, tất cả bao bọc bằng gỗ, hồi gỗ hết các bác nhé. Cái con âm ni này thì em đã có clip, ở clip trước em đã bán một con và hôm nay không có, tối qua em bán một con nữa. Hôm nay em sẽ tranh thủ test video. Và em đang ghép nó với đôi loa này. Nó đôi loa là cái chiếc âm ni này. Nó ghép với hai đôi JBL trong cửa hàng của nhà em thì nó là đôi 4412A và đôi loa này là đôi loa JBL 4311. Nó ghép với hai đôi loa này thì đúng là không còn gì để mà nói luôn các bác ạ. Rất là hay. Nó đảm nhiệm được hai đôi loa này, rất là hay. Em xin đảm bảo với các bác. Công suất của nó là trên 200W. Ok. Bắt được đài FM và AM trên toàn lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Ok. Là đây là bát này, có một nút mic tức là lời và check. Đây là hệ chỉnh đầu vào AUX, follow FM, AM và ở trong này là to nhỏ. Nút này là nút to nhỏ cộng với lại ba lăng cân bằng loa ở bên trong. Rồi, đây là cầu A, cầu B. Và vì cái âm đi này em đã nói tường tận với các bác. Và điện của nó là duy nhất một nguồn điện là 120. Con âm ni này suất âm tụ. Rồi,
Em xin đi vào test âm thanh đôi loa này cho các bác nhá. Âm ni giá 9 triệu đồng và đôi loa có giá 17 triệu đồng các bác. Thật nhanh tay gọi điện cho em để sở hữu đôi loa này. Combo, bộ combo này nha các bác nhá. Em xin mời các bác. Vâng, em xin cảm ơn và chào tạm biệt quý vị và các bác nhé.